À Minh hả? Cái gì? À, nói chung là ngày hôm nay không biết là anh có rảnh không? Em làm cho anh cũng lâu rồi, anh thế nào chung quay cho em một cái clip mà siêu ngầu được không anh? Không, ngầu thôi chưa có đủ đâu, phải chất nữa. Đúng rồi, phải chất nữa. Một cái clip mà vừa ngầu mà vừa chất. Ok, hai em luôn. Sao thấy ngầu thấy chắc không? Ngầu chắc. Ngầu chắc. Chắc như nước cắt. À, hơi bị chiến luôn anh. Ừ, hơi bị chiến luôn. À, cái quần này ở đâu? Mua nhiêu bao nhiêu ca? 30.000. 30.000. Đôi giày này là chơm của anh đúng không? Ai bày phong cách này ạ? À? Mình bày á. Đôi giày giám đốc. Qua đây em quay cận ơi. Giày giám đốc. Giày này, chơi gì? Chơi God đúng không? Đúng rồi. Cái đó God hay Gold? God hả? Đúng không? God. Đọc là God đúng không? Cái quần này mượn của ông Mập đúng không? À, nói chung thì cái áo này 1.500.000, cái quần thì 50. Đồ, mà đồ giày chắc á. Rồi ok. Thì hôm nay Minh đem tới đây là hai con xe Minh có bán. Đó là một em Z9 và một cái em CB650. Thì hai cái con em xe này là mọi người hay tranh cãi là với số tiền đó thì nên mua xe như thế nào. À, thì bây giờ mình hôm nay mình đem đến cho anh em, đó là một em CB650. Thì con CB650 này nó là đời 2020. Thì mình đang đăng bán với giá là 216 triệu nha anh em. Đó, xe có một số đồ chơi cơ bản. Còn em Z9 này nó là đời 2017-2018. Thì mình bán với giá là 196 triệu. 96 triệu gồm có những gì anh em nhìn đây. Setbo Titan này, cái cổ bô không là 21 triệu nha anh em. Đó, cổ bô này rất là đặc biệt là 21 triệu. Chưa tính cái lon bô nha anh em. Đó, thì đó đã bao gồm những đồ chơi. Và hai xe này là biển số Đồng Nai, xe này biển số Sài Gòn. Đó, anh em xem clip thì anh em cũng quay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tập trung vào review cho anh em xem. Thì cái con xe này, đối với người mẫu 1m6, thì 1m6 em có thể ngồi chống chân rồi. Thì ngồi con này cũng ok, hơi nhón tí xíu. 1m6 mà nhỏ con á, đây anh em nhìn đi. Rồi thì 1m6 có thể xuống không? 1m6 có thể xuống. Và anh em nhìn đây là mẫu 1m7. 1m7 ngồi với 9 thì rất là thoải mái ha anh em ha. 1m7 ngồi với 9 rất là thoải mái. Đó. Thì bây giờ với 9 mình đổi qua CB650, còn 1m7 qua lại với 9. Thì theo mình thấy nha, ở đây mình sẽ review với phong cách là không có theo lấy trên mạng thông số đọc xuống, mình là thực tế cho anh em. Rồi thì 1m7 quan CB650 thì cũng khá là ok, rất là ok luôn, chứ không phải khá ok, nó rất ok. Còn 1m6 qua với 9 thì đương nhiên thoải mái rồi đó. Theo em thì cái con CB nó cao nhỉnh hơn với 9 chút xíu đúng không? Đúng rồi, nó cao hơn một chút xíu, một khúc đó đúng không? Đúng không? Thì từ với 9 qua con CB650 cảm giác nó sao? Em thấy nó hơi nhón gót xíu. Rồi, ok. Thì đương nhiên những điều anh em biết thì 650 thì nó sẽ yếu hơn Z9. Z9 thì mình chạy nó có sẽ bốc hơn đúng không? Nó sẽ bốc hơn. Và 650 nó đầm hơn, nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Và 650 đương nhiên phân khối nhỏ thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn cho anh em nha.
Rồi thì vì sao cái con này nó lại, cái con này giá nó lại hơi trên trên con này, bởi vì con này nó là đời 2020 và nó là của Honda. Honda nó hơi giữ giá một chút xíu anh em đó. Còn cái chính thì nó là đời 2017 2018, thì giá nó bây giờ cũng ổn định, chơi tốt, ok. Và phụ tùng hai con này á, theo mình thấy á, mình một người mua và mình không sửa chữa, mình mua phụ tùng gì mình thay, thì thấy nó vẫn ngang nhau nha anh em nha. Tất cả mọi thứ nó đều ngang nhau. Rồi thì bây giờ sẽ cho anh em nghe tiếng bô. Thì xe này chủ xe có lấy lại lông bô nha anh em, còn những đồ chơi còn lại cho hết nha anh em. Rồi đề máy 650 lên ra. Ok, đó là tiếng của 650. Và bây giờ chúng ta sẽ qua dít chính. Vì dít chính lên bô lon dài thì tiếng nó sẽ dễ chịu hơn. Lên. Rồi, thì anh em nghe trong clip thì cũng đã thấy là dít chính nó sẽ lực hơn à. Nhưng mà cái kiểu dáng của CB650 nó sẽ như thế nào anh em? Kiểu dáng của CB650 thì ngồi dành cho những người mà không thích sự lỗi thời đó. Kiểu như thời trang hiện đại, nó là gọi là neo sport mà anh em. Nó là vừa thể thao vừa cổ điển. Và đặc biệt khi cái yên này mời mấy sáu có thể xuống không? Mình ngồi. Cái yên này của con CB650 thì anh em sẽ chở một nửa sau của mình rất là thoải mái anh em. Ngồi lên cái yên. Còn con dít chính thì nó sẽ thể thao. Đó, đó đúng là cặp bầy trùng sông lông. Đúng rồi, sông lông, chân lông không là lông. Rồi ngồi kỳ vậy. Đó đúng rồi, đúng, chúng ta ngồi phải ôm lại và chúng ta phải nhậm đít lên như những cô gái. Đó, ngực tấn công mong phòng thủ. Đúng rồi, hai cô gái này là hai cô gái liệu cái. Rồi thì như anh em đã thấy thì cái con CB650 thì ngồi chở người phía sau rất là thoải mái và dáng chạy cũng rất là thoải mái ha. Đó, ví dụ đi, người yêu 1m7 và chở người yêu 1m6. Rồi ok. Rồi nhìn hai này hơi tù xíu. Rồi bây giờ mình qua dít chính ha. Nhìn cột kiểu dáng của CB650 nhìn nó rất là cái gì là gọi là gì đó. Còn con này rất là thể thao. Thể thao bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì em có lên kính chắn gió xịn nè anh em, thấy không? Đẹp không? Cổ bô rất là đẹp, ốp bảo vệ lốc máy. Rồi khi mình ngồi phía sau thì cái yên của con dít chính nó hơi nhỏ một chút xíu nha anh em. Và cái yên nó thể thao là cái yên rời đó, cho nên mình ngồi nó không có thoải mái hơn đúng không? Đúng, ngồi cảm giác sao? Ngồi nó hơi chồm về trước một chiếu. Ngồi cảm thấy sao? Thấy làm sao nó đè quá. Ví dụ mà con gái có đè thì mình thoải mái đúng không? Đúng. Còn thằng này nó đè nó đâm mềm rồi. Nó đâm mềm rồi. Em thắng lại là nó đâm mềm rồi. Rồi ok. Rồi xong. Thì anh em nào có muốn mua xe thì cứ liên hệ cho mình ha. Số điện thoại 0916640653 ở dưới phần mô tả. Rồi tiếp theo thì con mình sẽ đi sâu vào bên trong ha. Đây. Em xe CB650 này quay gần lại đây đó. Thì rất là mới, con này chỉ mới đi có 7.700 cây thôi, 7.700 cây đó, xe mới mà anh em. Đây 7.700 cây. Rồi thì nó có những gì? Xe được dán keo nguyên con anh em, không dấu dán keo nguyên con, ốp carbon đó, dán keo nguyên con là không có chạy xước rồi nha anh em. Thứ nhất có chống đổ, có ốp bảo vệ lốc máy đó. Rồi thì như đó thôi. Cái này thì người ta lên carbon luôn nè anh em. Rồi thì bên đây vẫn vậy, chống đổ và ốp bảo vệ lốc máy, bảo vệ các nước. Anh em đã tốn tiền rồi. Ốc bên năng này cũng tốn tiền lắm nha anh em. Rồi ok, thì giỏ zin nó còn rất mới, thì đương nhiên với cái ô đo này thì mọi thứ đều mới, từ cái tay tới cái thắng tất cả đều mới nha anh em. Đây giỏ nó rất mới luôn, dày cui luôn, anh em mua về chỉ chạy thôi. Nó chỉ với giá 216 triệu nha anh em nha. Cảm ơn anh em. Rồi thì bây giờ mình qua dít chính. Dít chính này mình vẫn ưng nhất là bộ cổ bô. Bộ cổ bô này làm giống như bộ cổ bô con Z1000 của mình đó anh em. Làm chung một chỗ đó thì nó rất là mắc.
giá thợ gia công luôn là giá không là 21 triệu, thợ tiền thợ đồ phải thêm 21 triệu nữa là 22 triệu. Đó. Ra titan là titan mắc nha anh em nha. Rồi có bảo vệ các nước, có chống đổ. Có ốp lốc máy bên phải. Đó. Có cái bố đổ. Yên ốp biển số đúc gầm. Đó, thì vỏ thì đương nhiên con này là 15.000 cây nha anh em. 15.000 cây cho nên rất là mới. Xe này á là trước cái dán đề can mình mới lột ra cho nên nó anh em nhìn mọi thứ rất là mới, từ bao tay tới tay thắng rất là mới luôn. À, hình như con này là có đèn led đúng không ta? Đèn led. Để mở đèn lên cho anh em xem. Đó, lên đèn zin của nó là halogen, thì con này lên hai bóng đèn màu trắng rồi, có công tắc riêng biệt luôn nha anh em. Anh em có thể tắt. Đó. Thường là những con xe này là không có công tắc để tắt là nó sáng liên tục, thì cái này người ta đã lên cái công tắc để tắt rồi. Đó, anh em có thể tắt. Con này có chống đổ trước không nè anh em, chống đổ trước. Chống đổ ở đây. Đó, cái miếng này cũng bằng titan luôn nha anh em nha. Cái miếng này cũng bằng titan luôn nè, miếng chebo là bằng titan luôn á anh em. Đó, nhìn rất là xịn sò, nói chung là titan xịn thì nó sẽ nhìn nó rất là chất, nó rất là đẹp nha anh em nha. Có ốc ben đăng luôn nha anh em. Anh em rửa xe hay là gì á, mua ben bên mình có bán ben luôn nha, thì không có cần mà phải sợ mà không có chỗ để rửa, thì xe mọi thứ phụ tùng mọi thứ là mới tinh nè. Con ốc này anh em. Con ốc này hình như là 4 triệu rưỡi nè anh em. Con ốc này 4 triệu rưỡi. Anh em nào mà chơi thì có thể biết nha. Ốc này tới 4 triệu rưỡi luôn. Chủ nói với mình là mua 4 triệu rưỡi đó anh em. Đó, rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Đó, rồi, vậy nha anh em. Anh em nào có muốn mua hai con này thì cứ liên hệ cho Minh. Đó, cảm ơn anh em nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker để Minh có động lực ra thêm nhiều clip mới nữa. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả và ngày càng thành công trong công việc khi xem clip của Minh Biker. Đó, chúc anh em đạt được đam mê như ý muốn. Và những anh em nào mà chưa có đủ điều kiện để sở hữu đam mê thì tiếp tục xem clip của Minh. Và Minh luôn đón chào anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker.